Bây giờ mình xin giới thiệu với các bạn cái này viết câu 53. Tham kre pure boko yoyong te tara kiloha ta go senga kanun kokong si soi mua sin chi kikyo ha yo kue te han ja sine senga gul i be go so 300 cha ro su si kyo. Người ta kêu mình hãy nhìn vào cái biểu đồ sau đây và mình hãy viết khoảng 200 đến 300 chữ nói về cái suy nghĩ của bản thân mình. Giới lân tê ở đây là gì đây ạ? Giới lân tê là độ tuổi. Giới lân tê ta là kilo hai tập. Kilo hai tập của sinh đặc hai nến không công sự sạc thiết bị công cộng mà mình cho rằng nó cần thiết theo độ tuổi là gì? Mình hãy so sánh hai cái biểu đồ này rồi mình viết khoảng 200 đến 300 chữ nhé. Như các bạn đọc cái phần này nha. Đây cái phần này là cũng nằm trong cái phần viết. Sam ship te wa yuksip te songin namnyo 500명을 대상으로 필요하다고 생각하는 공공시설에 대해 설문조사를 하였다. Xem người ta đã tiến hành điều tra câu hỏi về cái thiết bị công cộng, thiết bị công cộng, cơ sở vật chất là si sơ nhé, cũng con si sơ thiết bị công cộng mà mình cho là nó cần Cho thiết là cần thiết với đối tượng là ai đây ạ? 500 nam 500 nữ, người, người lớn, nam nữ, nam người là có, nam nữ nữ có, trong độ tuổi 30 30 và tuổi, 60. 30 đến 60 tuổi. Bây giờ các bạn xem 30 độ tuổi 30 là gì đây? Hongwon Yakuk. Hongwon Yakuk là bệnh viện với lại hiệu thuốc Hiệu thuốc. là chiếm 28%. Khung nhân chân là sân khấu nơi biểu diễn. Muna center ở đây là trung tâm Tâm văn văn hóa. hóa thì nó chiếm 40%. Hongwon là công viên là Công chiếm viên. 22%. Chi tha là còn lại là chiếm 10%. Để Rồi, mình xem độ tuổi 60 là Pyeongwon Yakuk chiếm 50% là nó chiếm một phân nửa của tổng thể thì mình có thể dùng cái từ đó là chân che, mình dùng cái từ là chân chỉ thiết bộ toàn chân bộ che, chân che chân bàn, à. cái từ này dùng nhiều ha, khi mà các bạn thấy phân nửa thì các bạn dùng như thế này. Thời bàn chiếm một một phần hai của tổng thể. Rồi không nhân chân Muna Center là chiếm 23%, không quên là chiếm 22%, công viên còn lại là 5%. Giờ mình mới xem những cái ngữ pháp mà các bạn cần nắm đó là những cái ngữ pháp nào đây. Đó, cái ngữ pháp thứ nhất ưu rứ sang ngữ pháp này khi mà mình viết cho cái câu 53 này lúc nào nó cũng cũng xuất hiện cái ngữ pháp này, cho nên ư đứ để sang người rồi với đối tượng là ai đó, với đối tượng là gì đó. Rồi cái ngữ pháp thứ hai đó là ư đố thà chăng nộp kê nạ tham nắp tạp, nó xuất hiện cao nhất hoặc là nó chiếm cao nhất với cái con số nào đó nha. Theo ngữ pháp thứ ba ư đố thư chỉ rứ y ấp tạp, khi mà mình nói cái ngữ pháp tiếp theo đó là gì đó, đây là con số euro cư chỉ rứ y ấp tà là nói tiếp đó là hoặc là tiếp theo đó là cư chỉ rứ y ấp tà. Rồi bây giờ các bạn xem mình chỉ việc cần viết khoảng 5 câu là mình hoàn thành được cái bài viết này. 5 câu đó, câu thứ nhất là mình làm như thế nào, mình sẽ trích lại cái câu đầu tiên trong cái đề mà người ta cho mình để mình làm chủ đề, làm đề bài ha. Cái chủ đề câu thứ nhất, câu mở đầu á, 30대와 60대 성인 남녀를 대상으로 필요하다고 생각하는 공공시설에 대해 대한 설문조사를 실시하였다. Mình viết như vậy cũng được mà mình
B nguyên mình cho cái đoạn này xuống cũng được. Thì câu này nó có nghĩa là gì các bạn? Tìm hiểu lại nha. Urushishi đã tiến hành. Tiến hành làm gì đây? Chusa Urushishi Hayata nghĩa là đã tiến hành điều tra bản câu hỏi, điều tra câu hỏi về khủng bố shisha đây là gì đây ạ? Thiết bị công cộng, Thiết bị những công thiết bị cộng công cộng mà mình cho rằng là nó được cần thiết nghĩ với cần đối thiết tượng người lớn, là người nam nữ, nam nữ độ tuổi độ tuổi 30 30 50 và hoặc độ 60. tuổi 60. Thì câu này các bạn làm sao để mình nhớ, mình cho nó vào đầu của mình coi nè. Thế mình đem xuống câu này là được ha. Câu đầu tiên các bạn cứ đem cái câu có trong cái đề đó mình cho xuống là được. Rồi câu số 2. Câu số 2. Theo như kết quả cho thấy, bây giờ mình phải suy nghĩ bằng cái nghĩ đó tiếng Việt trước đi. Mình hãy nắm được cái ý đi rồi lúc đó mình hãy thể hiện bằng tiếng Hàn. Như vậy thì các bạn sẽ không có bị viết nhầm. Các bạn xem, theo các bản điều tra này thì độ tuổi 30. Ở trường hợp độ tuổi 30 thì chiếm bao nhiêu phần trăm đây ạ? Cái nào chiếm cao nhất đây ạ? Các bạn xem. Khung nhân trang Muna Center là chiếm cao nhất với con số là 40%. À, khi mình nói nó chiếm cao nhất thì mình sử dụng cái ngữ pháp nào đây? Ừ đố, cà trắng, nập kế, nạ tha, Ok, nạ tạ. Nata. À, các bạn cứ nhớ cho mình cái ngữ pháp này nha. Khi mình nhìn vào bản đồ thấy con số này cao nhất thì các bạn sẽ dùng cái ngữ pháp ừ đố, cà trắng, nập kế, nạ tha, nạ tạ là được nha. Thì câu này các bạn nói vậy. Rồi tiếp theo, và tiếp theo đó là gì đây? Tiếp theo thì mình dùng ngữ pháp gì đây ạ? Từ đố, cư thì rế, y ất. À, cứ lấy cái ngữ pháp này là được ha. Từ đố, cư thì rế, y ất. Rồi các bạn nói đi. Theo như kết quả điều tra thì các bạn dùng câu nào đây? Chô sa khởi quả, e tà rò to. Hoặc là mình nói ngắn gọn là chô sa khởi quả. Mình có thể thêm là chô sa khởi quả, e Ê, ta ra ta. xong. À, ta là sao muốn thêm chữ gì thì làm thêm vào. À, theo như kết quả điều tra thì ở độ tuổi 30 xăm ship tê chọn ngủ ở trường hợp độ tuổi 30 là như thế nào? Khung nhân trang muốn hoa sen thoa ca sa ship puro rốt tại không bắt chim sa ship puro rốt cà trắng nập kế nà tha nát cô. Hoặc là thay vì mình dùng cái chữ cô á thì mình nên dùng cái ngữ pháp umyo. Umyo trong một viết mình dùng thì nghe đoạn văn nó sẽ mềm hơn nha, giống như đoạn văn hơn. Rồi, khung chân chẳng muốn hoa sen thò ca sa si phù rô rô cà chăng ngập kế nà tha nát sư mơ. Rồi gì nữa đây ạ? Tiếp theo đó là cái nào đây? Hyeongwon Tiếng Nhà cú chí tại không bắt chim, phải có bắt chim thì các bạn dùng với trợ từ y. Hyeongwon và phù ký bao nhiêu phần trăm đây? Ishi pai furo. Rồi gì nữa? Rô rô cư tì rư yết tạ. À, vậy thì trong câu này các bạn nhớ cho mình hai ngữ pháp, đó là ngữ pháp Uro khả trang nập kê nạ tha nát tà và ngữ pháp Uro khư tì rư y ất tà. Hèn. À, các bạn thấy câu này được không ạ? Kiếm điểm cho câu này được không ạ? Rồi, tiếp. Có rồi. À, học thuộc lòng nha. Cái ngữ pháp đó là bắt buộc các bạn phải viết ra tập rồi bạn viết ra thì các bạn mới nhớ. Rồi, ngữ pháp tiếp theo. Chân chế chảy bằng phân chế chơi ban, đây là từ vựng 1/2 của tổng thể, chiếm 1/2 của tổng thể. Chơi ban là phân nửa, phân chế là tổng thể. Khó nè là quan điểm. Rồi những pháp cần nhớ đó là ư đố thùng nghi hà kê nạ tha nạ tạ, xuất hiện đồng nhất là hai cảnh giống nhau với con số nào đó. Rồi câu số 3. Cái đoạn thứ ba chúng ta làm gì này? Nãy mình nêu ra độ tuổi 30 rồi, bây giờ phải ngược lại là ở độ tuổi 60. 60 thì trong độ tuổi 60 các bạn thấy cao nhất là cái nào đây ạ? Hyeongwon Yakkuk là chiếm 50%.
Khi mà các bạn thấy cái nó chiếm 50% thì các bạn nên dùng cái chữ chân chế trở thành 1/2. Rồi tiếp theo đó là không nhân chân muốn no sen thò chiếm 23%. Vậy thì chúng ta sẽ thể hiện như thế nào đây? Ngược lại thành mẹ nè yuk sĩ tè nên yuk sĩ tè nên thường quân và cuộc ký. Rồi 1/2 tổng thể chân chế trời bàn su chu nín 50% 가장 높게 나타났으며, tại vì nó kiếm cao nhất mà, thì mình sử dụng 으로 가장 높게 나타났으며. Rồi tiếp theo đó là gì? 공연장 문화센터가 23%로 그 뒤를 이어 cũng được, nhưng mà mình tránh lặp lại cái ngữ pháp đó thì mình dùng cái ngữ pháp khác, đó là 23%로 조사되었다. Mình có thể thay đổi nha. Rồi, cái câu này các bạn có hiểu chưa? Cách thể hiện của nó chúng ta hiểu không? Suchunin là gì cô? Suchun, siêu chun là tiêu chuẩn nè. Y tà đây là, tại vì suchun là danh từ cho nên nó phải cộng với y tà. Là ni in là định ngữ. Y tà cộng với ni in định ngữ. Câu này nó có nghĩa là ngược lại ở độ tuổi 60 thì thông qua nhạc quốc, bệnh viện và hiệu thuốc đã chiếm cao nhất với con số là 50% tiêu chuẩn 1/2 của tổng thể. Và trung tâm văn hóa sân khấu và nơi biểu diễn đã được điều tra với con số là 23%. Nghĩ tóm lại câu này để làm được tốt, các bạn nên nhớ cho Trang ngữ pháp là rố cà trăng nạ tha nát tà với lại rố chô sa tùy ất tà. Nếu mà mình viết hai câu ngữ pháp giống nhau liệu có bị trừ điểm không cô? Mình viết hai câu ngữ pháp giống nhau thì Trang nghĩ không bị trừ điểm đâu, nhưng mà để cho nó phong phú, để người ta đánh giá được cái năng lực của mình thì mình nên thay đổi làm sao cho nó khác một tí. Tiếng Việt của mình cũng vậy, người ta tránh lặp từ cho nên người ta dùng cái từ khác nghĩa. Vậy là trước là cái gì đây ạ? Không quên nhập quốc chiếm con số là 5% và cả con số cao nhất nè. Rồi tiếp theo đó là người ta điều tra với con số là 23%. Dạ chà, hồi nãy là mình nêu ra cái chi tiết của 30, độ tuổi 30, giờ mình nêu ra chi tiết của độ tuổi 60. Thì mình nêu cái nào lớn cao nhất thì mình nêu trước, cái nào thấp thì mình nêu sau. Rồi giờ câu thứ tư. Không quên si sòi. Không quên. Giờ con thấy con quên, nãy giờ đâu có nói tới con quên đâu. Giờ con quên, các bạn thấy hai con số này như thế nào đây? Bằng nhau. Bằng nhau. Khi mà hai số bằng nhau rồi thì các bạn nên dùng cái cách thể hiện là ư đố thông nghi ha kế nào tha nó tà. Thông nghi là bao nhiêu, là nó đồng nhất, là nó bằng nhau, được chiếm bằng nhau ha. Hoặc là được biểu hiện với con số một cách, được biểu hiện một cách đồng nhất với con số nào đó. Các bạn xem người ta dùng như thế nào. Không quân si sở đơn. Không quân si sở đế. Khi lưu sở nghe đề hành chuẩn hệ nên. Cái câu này á là người ta dùng như vậy để nó phong phú nghĩa. Nhưng mà các bạn thấy câu này nếu mà khó, các bạn có thể nói là con quên si sở đến, như vậy cũng được ha. Con quên si sở đến, con quên si sở đấy phi lô sò nghe thì hành thuận hè nên. Trên thế nãy mình nói là gì đây ạ? Trên này quan điểm về tính cần thiết của thiết bị ở công viên thì nó chiếm đồng nhất với con số là 22% ở độ tuổi 30 và 60. Không quên chỉ sở đế khi lô sò nghe tệ hân cho nè nên 30대와 60대가 22%로 동일하게 나타났다. Rồi, tiếp nha. Câu số 5. Câu cuối cùng, kết luận luôn.
이상의 설문조사 결과를 통해. 잠깐만, 나 해. 이상 là như trên. 이상의 설문조사 결과 là kết quả điều tra câu hỏi bên trên. Thông qua các bạn thông qua cái kết quả điều tra câu hỏi như trên thì 자신의 나이 này có nghĩa là gì đây ạ? Tuổi của mình, 자신의 나이, độ tuổi của mình. Với độ tuổi của mình, 직접적 으로, 직접적 ở đây là trực tiếp. 관계가 있는 공공시설, 관계가 있는 공공시설 đây là quan thiết bị công cộng có liên quan với gì đây, với độ tuổi của mình. cơ quan Trực trực tiếp tiếp, nó tính liên quan rồi. trực Tiếp tiếp. theo nha, ê tê hành ở đây là gì, về cái gì đó. Rồi yogu ở đây là gì đây, yogu yêu cầu. Yêu cầu, yêu cầu. Sự yêu cầu. Sang tê chọc cửa đồ. Sang tê là tương đối hoặc là khá là. Sang tê chọc cửa đồ. Khư Cái tà màn hình đó là thì câu nó ấy. khá là lớn ha. Khư tà nên chi sa chỉ rớt ở su ít tà. Thì tóm lại câu này nó có nghĩa là thông qua kết quả điều tra bạn câu hỏi như trên bên trên thì chúng ta có thể biết được sự thật là sự yêu cầu về cái vấn đề là gì đây ạ? Thiết bị công cộng có liên quan trực tiếp với tuổi của mình khá là lớn. Đây là cái câu kết luận. Rồi mình đọc lại cái bài này nha. Đọc lại cái bài này tí. Rồi mình đọc lại bài này. Ủa bài viết đâu rồi ta? Mình các bạn cùng đọc nha. Mời bạn Khương đọc lại trang nhé. Đọc lại bài. Rồi. Mời anh Khương. Đọc câu một là cô. Câu 1. Năm chip teo chúc ship te sơn in nam neo luôn sáng pero phim yêu hát Sang ta cô Tiếng sang người đó. te sang lô phim yêu hát ta cô xem các hà luôn công công si sơn lệ te han thân mưu chủ xa rân xin si hai gắt ta. Rồi tiếp theo mời bạn Phùng Hương. Cho sa kar qua sam sip te e kyong u công yon chang muôn hoa sen thô ca sa sip và sen tư rô ca chang độc kê na tha na si mèo pyong won ya cúc y y sip han và sen tư rô cư tuy rin yot ta. Rồi tiếp theo mình mời bạn Tuấn Anh. Câu 3 nha. Phản bản nhiệt phản biến e yếu sức tê nên thường quân giặc kỳ chẳng chê chẳng hàn xu chun in ô sức phần sinh thư lô cả trang nộp kê nà thà nát xứ mơ công dân trang muôn hoa sinh thơ cả y sức xâm phần sinh thư lô chỗ xa tôi đất tà. Rồi câu tiếp theo mình mời bạn Nhung. Trên bạn nào nói chuyện thì tắt cái rơi trang nha. Nhà bạn nào bị ồn thì tắt cái rơi trang. Mời bạn Nhung Trinh. Số 4 đâu Dạ. không quân si sơ nề nhưng đô sơ nghề nghe hàn thiên nghe lần xăm xăm xích theo a giúp xích theo kha đi xích y pro quân đội pro ro không thông nghi hà kế nghiên hạt kê na na tha na sta. Rồi tiếp theo mời bạn. 설문조사 결과를 통해 자신의 나이와 직접적으로 관계가 있는 공공시설에 대한 요구가 상대적으로 크다는 사실을 알수 있다. Rồi câu này
các bạn có thể xem lại video để mình thuộc được cái cách làm văn của bài mẫu này ha. Người ta viết như thế nào mình có làm học thuộc lòng. Bắt buộc các bạn phải học thuộc lòng cho Trang những cái ngữ pháp cần nắm nha. Ngữ pháp này là mình sử dụng thường xuyên đó. Với lại nhớ là mình phải hiểu được cái bản đồ người ta nói cái gì thì mình mới thể hiện được nha. Hiểu được bản đồ. Những ngữ pháp trong bài này hả cô? Ngữ pháp trong bài với lại cái biểu đồ là mình phải hiểu được cái ý người ta nêu ra là gì. Rồi, chúng ta qua sách nha.